Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ninh Bình phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn bền vững. Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật khai thác tươi cây lúa hữu cơ ở Hải Dương. Trường tiểu học thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nâng cao chất lượng dạy và học. Bắc Ninh nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Vẫn diễn ra tình trạng hút cát trên sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Nam Định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Nam Định phấn đấu từ nay đến năm 2020 xây dựng 23 chuỗi liên kết và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, trong đó có 10 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật và nấm, 5 chuỗi có nguồn gốc động vật và trứng, 6 chuỗi có nguồn gốc thủy sản và 2 chuỗi sản xuất chế biến muối sạch. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, các huyện, thành phố cần lựa chọn các ngành hàng sản phẩm chủ lực của địa phương, bám sát quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để lập quy hoạch phát triển ngành hàng gắn với xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu hàng hóa. Khuyến khích tích tụ ruộng đất dồn đổi lên các cánh đồng lớn, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cơ sở, hình thành các doanh nghiệp đầu tàu và doanh nghiệp vệ tinh, tập trung hỗ trợ đổi mới công nghệ và thiết bị cho các doanh nghiệp thật sự có năng lực và hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và các địa phương cũng cần đánh giá hiện trạng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở tham gia chuỗi, tập huấn, hướng dẫn, giám sát cơ sở khắc phục các tồn tại, kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và chứng nhận sản xuất nông nghiệp theo quy trình Việt Gáp và tiêu chuẩn hữu cơ, cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, khuyến khích xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trên các chuỗi giá trị nông sản. Phấn đấu toàn tỉnh đến năm 2025 sẽ có 50% thực phẩm chủ lực nông lâm thủy sản và muối sản xuất ra được kiểm soát an toàn theo chuỗi. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh Ninh Bình đang dần chuyển dịch theo hướng tập trung liên kết từng bước, chiếm tỷ trọng lớn trong ngành cơ cấu nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đòi hỏi ngành chăn nuôi cần phải thay đổi mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo an toàn và bền vững. Ninh Bình là một trong những tỉnh có số lượng và quy mô trang trại chăn nuôi lớn, tập trung chủ yếu ở các địa phương như Tam Điệp, Yên Khánh, Nho Quan. Có khoảng trên 500 trang trại gia trại, chiếm trên 54% tổng số trang trại gia trại toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân lĩnh vực chăn nuôi thời gian qua đạt hơn 1,9% một năm. Hoạt động chăn nuôi không chỉ được mở rộng quy mô sản xuất mà còn đa dạng con nuôi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, khả năng tiếp cận thông tin về thị trường và tổ chức sản xuất của không ít chủ trang trại còn hạn chế, thiếu các mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, có 3 địa phương có khu chiều bãi khai thác tươi, trong đó diện tích đang cho khai thác ở huyện Tứ Kỳ là 130 ha, ở huyện Thanh Hà 80 ha và huyện Kinh Môn 20 ha. Trước đây, việc khai thác tươi tự nhiên không có quy hoạch nên hiệu quả không cao. Sau 3 năm triển khai thực hiện dự án vùng khai thác tươi đặc sản ở 3 huyện, việc khai thác tươi được thực hiện theo quy luật của tự nhiên kết hợp với áp dụng khoa học kỹ thuật nên đã mang lại hiệu quả cao hơn. Theo bà con vùng khai thác tươi cho biết, hàng năm đợt khai thác tháng 9 âm lịch năng suất thường thấp hơn đợt thu hoạch tháng 10. Tươi tháng 10 thu hoạch vào ban ngày nên việc thu hoạch cũng nhàn hơn. Trung bình mỗi sào thu hoạch được từ 15 đến 20 kg tươi. Bà con thu từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Sản lượng dươi mấy năm trở lại đây tăng cao hơn bởi môi trường nuôi dươi được cải tạo nhờ việc cấy lúa hữu cơ do Viện Di chuyển Nông nghiệp chọn tạo. Một trong những yêu cầu nghiêm ngặt trong quy trình cấy lúa hữu cơ là không sử dụng phân hóa học và bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Lúa cấy trên bãi dươi năng suất tuy không cao nhưng bù lại do chất lượng gạo ngon nên bán được giá. Đặc biệt, ở những diện tích khai thác dươi được cấy lúa hữu cơ, sản lượng khai thác dươi tăng gấp từ 1,5 đến 2 lần ở diện tích khai thác tự nhiên. Năng suất của cái giống dươi 2 cao hơn và nó có một cái thích ứng tốt với lại cái vùng đất bãi. Thứ nhất là nó chịu rét tốt, hai là kháng sâu bệnh cao. Thế nên là cấy ở cái vùng đất bãi dươi thì họ không phun sâu. Nhân dân không có phun sâu thuốc thì có gì, làm thủ công. Thế thì cái lúa dươi 2 thì nó rất phù hợp và nó năng suất cao hơn so với giống lúa địa phương. Thế là và gắn với bao tiêu sản phẩm thì
sẽ thu hoạch là trước gặt đến đâu và thì thu hoạch tươi đấy. Thế nên là với giá là 8.000 đồng trên kg. Lúa hữu cơ là tạo được cái môi trường sạch cho dươi phát triển, thì dươi thì làm sao mà mục tiêu của cái mô hình này là làm sao mà tốt lúa lại lợi dươi. Từ việc áp dụng kỹ thuật nên hiệu quả khai thác dươi ở Thanh Hà, Tứ Kỳ và Kinh Môn ngày càng cao. Mô hình cấy lúa khai thác dươi đã và đang mang lại nguồn thu lớn cho hơn 200 hộ gia đình ở Tứ Kỳ, Thanh Hà và Kinh Môn. 6.872 tỷ đồng là con số ước tổng nguồn vốn được huy động đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn ở Hà Nam trong giai đoạn 2010-2018. Để có được nguồn vốn này, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, đồng thời xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ và áp dụng hình thức hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cơ chế đầu tư đạt hiệu quả cao, dễ kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Nhiều lĩnh vực được hỗ trợ phát triển như hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu chăn nuôi bò sữa tập trung, hỗ trợ các địa phương mua các loại máy nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Để giúp nông dân và các hợp tác xã sản xuất rau quả trong tỉnh Hưng Yên có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất dưa lưới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam tổ chức hội nghị thăm đánh giá mô hình khảo nghiệm sản xuất Tập đoàn Giống Dưa lưới ở vụ thu đông. Vụ đông năm 2018-2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa một số giống dưa vàng dưa lưới để hỗ trợ nông dân sản xuất. Thực tế sản xuất cho thấy, sản xuất các giống dưa vàng dưa lưới mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, thời gian sản xuất ngắn. Tuy nhiên, các giống cây này khá khó sản xuất, đặc biệt là các giống dưa lưới có yêu cầu về điều kiện nhiệt độ, chế độ chăm sóc đặc biệt và tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất. Để hạn chế ảnh hưởng từ các yếu tố ngoại cảnh, dễ dàng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phải sản xuất dưa lưới trong nhà kính, trồng trên xá thể, trong nhà màng, cùng với hệ thống tưới nhỏ giọt bán tự động. Sơ bộ đánh giá tại mô hình sản xuất cho thấy lợi nhuận thu được khi trồng dưa lưới khá cao, đạt 60 triệu đồng trên 1.000 mét vuông một vụ. Mỗi năm có thể trồng từ 2 đến 3 vụ dưa lưới và cho thu lãi từ 120 triệu đồng đến 180 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi, việc nâng bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình đã đề ra, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động. Xây dựng những mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế đem lại những hiệu quả rất thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng. Mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Liễu Đề triển khai từ năm 2016 và lấy chi hội Nam Phú làm điểm. Từ 20 thành viên ban đầu, đến nay chi hội Nam Phú đã có 50 hội viên tham gia mô hình. Mỗi tháng, mỗi hội viên thực hiện tiết kiệm 50.000 đồng. Với cách làm này, để mua được bảo hiểm y tế, mỗi hội viên chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng. Ngoài ra, mỗi hội viên còn góp tiền mỗi tháng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng những hội viên nghèo. Cách làm này mang lại lợi ích thiết thực và phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ vùng nông thôn. Với những cách làm thiết thực và hiệu quả, Hội Phụ nữ thị trấn Liễu Đề không chỉ thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, mà ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc đưa luật bảo hiểm y tế dần dần đi vào cuộc sống, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Với mong muốn mỗi hội viên phụ nữ được chăm sóc sức khỏe chu đáo, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng tuyên truyền phổ biến đến hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức. Xã Khánh Vân là xã thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền tại 14 chi hội lồng ghép với kỳ sinh hoạt hội viên hàng quý. Trọng tâm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa, lợi ích và sự cần thiết khi tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, từ đó vận động hội viên phụ nữ tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, nhận thức của hội viên phụ nữ đã có chuyển biến rõ rệt.
Sau một năm triển khai thực hiện, tỷ lệ hội viên phụ nữ trong toàn xã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 38%. Đây là con số được Hội Phụ Nữ huyện Yên Khánh đánh giá là tỷ lệ tương đối cao đối với hội viên phụ nữ nông thôn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Trong cái thời gian tới là sẽ đi sâu vào các cái đối tượng mà chưa tham gia thẻ bảo hiểm y tế. Đấy, để làm sao mà ngày càng hội viên phụ nữ cũng như là các cái thành viên gia đình là tham gia thẻ bảo hiểm y tế nhiều hơn. Đưa các cái mô hình cũng như là đưa các cái hỗ trợ cho của nhà nước cho chị em phụ nữ để chị em phụ nữ hưởng lợi, để thấy được là cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, để tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế tái tục cũng như là các cái thẻ bảo hiểm tái tục 5 năm đấy thì cái quyền lợi nó cao hơn, để cho chị em hiểu, để nắm được và tham gia, tiếp tục tham gia và tham gia nhiều hơn. Những việc làm của Hội Phụ Nữ xã Khánh Vân đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ về quyền, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia, hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chuẩn bị các điều kiện cho đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, hiện nay đội ngũ nhà giáo tại Nam Định đã được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về trình độ và nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay cấp học mầm non có 99,2% giáo viên đạt chuẩn, 70% giáo viên trên chuẩn. Cấp tiểu học có 100% giáo viên đạt chuẩn, 95,4% giáo viên trên chuẩn. Cấp trung học cơ sở có 100% giáo viên đạt chuẩn, 58,61% giáo viên trên chuẩn. Cấp trung học phổ thông có 100% giáo viên đạt chuẩn, 10% giáo viên trên chuẩn. Các trung tâm giáo dục thường xuyên có 100% giáo viên đạt chuẩn, 0,06% giáo viên trên chuẩn. Các trường chuyên nghiệp có 100% giáo viên đạt chuẩn, 33% giáo viên trên chuẩn. Ngành giáo dục và đào tạo đã tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên, cán bộ quản lý theo quy định chuẩn về nghề nghiệp, chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Cùng với truyền đạt kiến thức, văn hóa, việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giúp cho học sinh hoàn thiện nhân cách đang được các nhà trường quan tâm. Quá trình hoàn thiện kỹ năng thông qua các hoạt động giáo dục, hội trường và gia đình sẽ giúp cho các học sinh xử lý được tình huống trong xã hội, tránh những quan điểm sai trái, lệch lạc. Ghi nhận tại một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Dương. Để tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học, các trường đều lồng ghép vào chương trình dạy các môn sinh học, giáo dục công dân. Cùng với đó, Ban chấp hành đoàn thanh niên còn tổ chức các chương trình giới thiệu về sức khỏe giới tính, sức khỏe vị thành niên, tư vấn về tình bạn, tình yêu học đường. Từ nhiều năm học trở lại đây, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã đưa các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với giáo dục tâm sinh lý cho học sinh. Thông qua các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tác động tích cực đến khả năng giao tiếp và ứng xử của học sinh, từ đó giảm rõ rệt bạo lực học đường, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Trong cả năm học thì đoàn trường cũng luôn xin ý kiến chỉ đạo của chi ủy ban giám hiệu nhà trường, rồi phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, tổ chức các cái hình thức tuyên truyền tới học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức diễn đàn, rồi tổ chức các cái thông tin tuyên truyền trên các cái mạng xã hội, rồi tổ chức trong các cái buổi chào cờ. Trong cái buổi chào cờ thì chúng tôi tổ chức bằng cái nhiều cái hình thức tuyên truyền khác nhau, ví dụ như là tổ chức chương trình tọa đàm, tổ chức cái chương trình thuyết trình, cũng như là tổ chức cái chương trình sân khấu hóa. Bên cạnh những trường trung học phổ thông làm tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thực tế hiện nay, một số cơ sở giáo dục chưa quan tâm nhiều đến việc phát triển và hình thành nhân cách của học trò, mà mới chỉ chú trọng đến truyền đạt kiến thức văn hóa. Một số trường mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức chưa hình thành kỹ năng, dẫn đến học sinh khó vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt được hiệu quả, rất cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Năm 2005, trường tiểu học thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu thi đua, dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên với đa dạng các hình thức như thông qua các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề cấp trường, tập huấn nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học vừa qua, nhà trường có 10 sáng kiến cấp trường được áp dụng vào thực tế. Đối với học sinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường triển khai việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh để có phương hướng giảng dạy phù hợp, giúp học sinh dễ tiếp thu bài giảng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương quyết sách mang tầm chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, ban hành nhiều chế độ đãi ngộ cho giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh và 8 trường trung học cơ sở trọng điểm của các huyện, thị xã, thành phố. Đây là động lực để mỗi giáo viên học sinh không ngừng phấn đấu, nỗ lực và cống hiến trí tuệ, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của vùng đất học Bắc Ninh. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh, tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh và 8 trường trung học cơ sở trọng điểm giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025. Theo đó, các trường sẽ được phát triển thành hệ thống cơ sở giáo dục trọng điểm có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia với cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đồng bộ, hiện đại nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng đào tạo học sinh năng khiếu của tỉnh. Có thể khẳng định những chính sách đãi ngộ đặc thù của tỉnh Bắc Ninh đã và đang trở thành chìa khóa vàng tạo ra sự phát triển đột phá cho giáo dục mũi nhọn Bắc Ninh. Tin tưởng năm học 2018-2019, giáo dục mũi nhọn Bắc Ninh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, xứng đáng với truyền thống hiếu học cũng như vị thế trong top đầu toàn quốc về phát triển giáo dục, đồng thời tạo nguồn lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuyến sông Kinh Thầy chảy qua địa bàn tỉnh Hải Dương dài 44,5 km, hàng hóa vận chuyển qua đây chủ yếu là xi măng, than, cát đá, phân đạm, cùng với đó là các bến đò, bến phà vận chuyển hành khách qua sông. Đây cũng là đầu mối giao thông đường thủy nội địa từ Hải Dương đi Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và Hà Nội. Ước tính trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện qua lại trên tuyến sông này. Trước năm 2012, tình hình trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội vẫn còn những diễn biến phức tạp và hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tình trạng các bến thủy nội địa, hoạt động không phép vi phạm hành lang an toàn giao thông, neo đậu phương tiện không đúng nơi quy định, phương tiện chở khách qua sông còn chở quá số người quy định. Để đảm bảo an ninh trật tự, tỉnh Hải Dương đã xây dựng mô hình tuyến sông Kinh Thầy văn hóa an toàn đến tất cả các tổ chức cá nhân liên quan đến đường thủy nội địa hai bên sông Kinh Thầy. Sau 6 năm triển khai, đã từng bước khắc phục được chở quá số người quy định tại các bến đò phà, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền từ mức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa. Để tuyến sông Kinh Thầy văn hóa an toàn phát huy hiệu quả, các ngành chức năng có sông này chảy qua tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước tỉnh Hải Dương, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân và phương tiện khi tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành tốt pháp luật về giao thông, đường thủy nội địa, đồng thời chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Hút cát trên sông Hồng làm sạt lở bãi bồi và nhiều nhà dân bị nứt. Đó là những phản ánh của người dân thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, khi hàng ngày chứng kiến từ 5 đến 7 tàu hút cát ở khu vực bãi búng trên sông Hồng. Đây là mỏ cát mà tỉnh Thái Bình cho cấp phép khai thác, còn tỉnh Nam Định thì không cấp phép. Theo người dân xã Mỹ Tân, cát tặc lộng hành đã làm cho cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Khu vực bãi búng này không còn xuất hiện mỗi khi nước cạn. Một số khu trồng hoa màu của người dân bị sạt lở, đặc biệt là nhiều nhà dân sống ven sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhà bị nứt tường, thậm chí nứt cả mái. Theo quy định, tỉnh Nam Định và Thái Bình cùng quản lý sông Hồng chảy qua địa bàn 3 tỉnh, địa giới được xác định bằng phao đặt ở giữa sông. Tuy nhiên, ở khu vực này, tỉnh Thái Bình lại cho cấp phép hoạt động khai thác cát, còn tỉnh Nam Định không cho phép bởi địa bàn thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân nằm ở vị trí bị lở. Ban ngày người dân làm màu và đông thuyền bè qua lại thì các tàu vẫn hút cát từ giữa sông đổ về phía tỉnh Thái Bình. Nhưng lợi dụng lúc đêm và sáng sớm, các tàu lại chuyển sang phía bên sông của tỉnh Nam Định quản lý, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Vì ranh giới trên sông khó xác định, và lợi nhuận từ cát là vô cùng lớn, nên các đối tượng vẫn bất chấp thủ đoạn để khai thác cát trái phép. Vì vậy, các ngành chức năng của tỉnh Nam Định
cần sớm có phương án xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ an toàn cho đê điều và nhà ở của người dân sống ven sông. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.